Hi, xin chào các bạn đã trở lại với channel Trải Nghiệm Game. Và hôm nay thì có một cái tin vui cho em, đó chính là yêu trùng của mộ Greenock chính thức ra mắt bộ trang phục này rồi anh em ơi. Đây là bộ trang phục bự S sánh ngang với Rat, với Tara vừa mới ra mắt. Bộ trang phục này hoàn toàn biến đổi hiệu ứng, khiến cho bọ xít trở thành bọ cánh vàng. Một bộ trang phục quá là huy hoàng Greenock, để chúng ta quên đi cái tên danh xưng đó chính là bọ xít. Các hiệu ứng từ chiêu thức đánh thường này, từ các đòn đánh thường, các lần kích hoạt nội tại, các chiêu thức 1, chiêu thức 2 và chiêu cuối đều được chăm chút cực kỳ tỉ mỉ. Có thể nói cái bộ trang phục này giá thì rẻ nhưng lại sánh ngang với Rat, với Tara. Rat ở trong đá quý thì cũng chỉ ngang bằng cái này thôi anh em ơi. Chỉ vậy chúng ta không thể chê được cái bộ trang phục này đâu. Cùng đánh giá về bộ trang phục yêu trùng cổ mộ dưới video này nhé anh em ơi. Để bộ trang phục xứng đáng khiến chúng ta trở lại để mà chơi bọ xít, bọ báo tử. Ok, và đây là bọ xít yêu trùng của mộ. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là nick Facebook của mình, Hoàng Canh Kami đây. Hiện tại nick của mình thì đang có hơn 8.000 người theo dõi, thì các bạn đừng quên vào đây để kết bạn của mình ha. Ở trên fan này của mình thì mình cập nhật tất cả các thông tin về Liên Quân mới nhất và sớm nhất, có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của anh em. Nhưng mà anh em đừng IB vào SMS của mình làm gì cả. IB riêng của mình thì mình nhiều quá để đọc được. Anh em cứ comment dưới các status của mình để mà hỏi về tất cả vấn đề mà anh em đang thắc mắc nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là Facebook chính chủ duy nhất của mình nhé, anh em đừng nhầm với các Facebook khác. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you. Đừng quên kết bạn với mình. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi add gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.